Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến với kênh Minh Đường Tử Vi. Là đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự hành thông, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải. Cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là tử vi tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, mệnh hải trung kim, hải nội chi nghiêu, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2023, được phúc lộc bề trên, cát tinh tề tựu, thần tài ban cho lộc lớn mà ăn nên làm ra, tiền tài như ý, lộc lá đầy nhà, vàng xuân chối ló, giàu sang hết phần thiên hạ. Đầu tiên, đặc trưng tính cách và vận số cuộc đời của người tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, nam nữ mạng. Tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, mệnh kim, hải trung kim, vàng dưới biển, khắc bình địa mộc, con nhà bạch đế, phú quý, xương con trâu, tướng tinh con chó, cuộc đời được ông quan đế độ mạng. Tuổi Ất Sửu là những người làm việc chăm chỉ, cần cù và không ngừng cố gắng nỗ lực. Khi đã đặt ra mục tiêu, họ cố gắng phấn đấu đến cùng. Một khi chưa đạt được kết quả như mong muốn, họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Những người này thậm chí không cho phép mình chìm vào cuộc sống an nhàn hưởng thụ. Khi người khác nghỉ ngơi, họ vẫn tiếp tục làm việc với hy vọng sự nỗ lực của mình sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Cuộc đời Ất Sửu có nhiều biến động thay đổi, dù đã có một cuộc sống sung sướng ổn định, nhưng sóng gió có thể ập đến bất cứ lúc nào. Điều đó không quá lo lắng khi Ất Sửu có khả năng thích ứng nhanh với mọi hoàn cảnh, dù trong tình thế nào, họ cũng sẽ dễ dàng làm chủ được cuộc sống của mình. Ất Sửu là những người có vẻ ngoài khá nhút nhát, điềm tĩnh, nhưng lại có một trái tim vô cùng ấm áp khi yêu. Họ không biết cách thể hiện tình cảm của mình cho đối phương biết. Điều đó khiến cho họ dễ đánh mất đi một nửa của mình và bị cho là kẻ vô tâm, hờ hững. Là một người biết nhường nhịn, ứng nhân xử thế, nên Ất Sửu sẽ luôn luôn biết cách dĩ hòa vi quý với người thân và mọi người xung quanh. Gia đạo không hoàn toàn hòa hợp, yên ấm, đôi lúc vẫn xảy ra mâu thuẫn tranh chấp. Tuy nhiên với sự khéo léo, Ất Sửu biết cách dung hòa mối quan hệ giữa người thân trong gia đình. Trên con đường xây dựng sự nghiệp, Ất Sửu gặp khá nhiều khó khăn và trở ngại. Bởi vậy dù đã rất cố gắng phấn đấu nhưng thành công thường đến muộn với họ. Phải từ năm 32 tuổi đổ đi công danh và sự nghiệp mới sáng lạn và phát triển hơn. Tuy nhiên, vẫn chưa thể ổn định vững chắc được, thời gian này có thể xảy ra những biến động và thay đổi về công việc nhà cửa, càng về sau tài lộc càng dồi dào, sự nghiệp càng thăng tiến. Nữ tuổi Ất Sửu cuộc sống lúc nhỏ, tuy có nhiều khó khăn vất vả, nhưng lớn lên lại gặp nhiều may mắn, trong sự nghiệp gặp nhiều cản trở, nhưng đều được giải quyết tốt đẹp. Sau khi kết hôn, con đường tài lộc đặc biệt phát triển, gặp nhiều điều tốt đẹp, về già có vận may về con cái. Tình cảm gia đình của nữ Ất Sửu rất thuận lợi, ban đầu có một chút bất hòa nhưng thời gian về sau thì ngày càng được cải thiện. Công việc phát triển và tốt đẹp nhất là vào năm 35 tuổi trở đi, các năm về sau đều may mắn được quý nhân giúp đỡ nên gặt hái nhiều thành công. Cuộc sống của nữ Ất Sửu có trải qua nhiều trắc trở khi còn trẻ, nhưng sau kết hôn lại được cải thiện rất nhiều, khá may mắn trên phương diện tình cảm. Xem tử vi cho thấy, theo tử vi Ất Sửu 2023, trong 3 tháng cuối năm này, tiếp tục được coi là thời gian có nhiều khởi sắc với Ất Sửu, trên nhiều phương diện, tổng quan như sau. Tài lộc, trong năm này có ngũ hành tương sinh, lại có các tài tinh chiếu mệnh, nên tiền bạc rủng rỉnh, cầu tài đắc tài sự thuận lợi đúng như mong muốn. Công việc nhìn chung vẫn có sự phát triển tốt, những kế hoạch đặt ra đều được tiến hành suôn sẻ, khó khăn cũng có người sẵn lòng đứng ra giúp đỡ. Năm nay bạn có dấu hiệu dịch chuyển hoặc thay đổi môi trường làm việc, cơ hội và thách thức song hành, hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Tình cảm khá êm đẹp, người độc thân được vận khí hậu thuẫn, để sớm cải thiện tình trạng hiện tại của mình, có người đồng hành chung bước, sẽ khiến cho bạn thêm hăng hái phát triển bản thân, các cặp đôi cũng có bước tiến mới trong mối quan hệ, gia đạo êm ấm.
Sức khỏe không quá khả quan, bạn nên dành thời gian để chăm sóc bản thân cũng như các thành viên trong gia đình. Trong năm có hung tinh chiếu mệnh, chủ về tang sự, bạn cũng nên chú ý vấn đề này. Dựa trên những phân tích về mối tương quan giữa người tuổi Ất Sửu và lưu niên Quý Mão 2023 và hệ thống sao chiếu mạng trong hệ tử vi, mà đưa ra những dự đoán hung cát cho người tuổi Ất Sửu trong năm 2023 về các khía cạnh cuộc sống như sau. Năm Quý Mão được nhận định là một năm phát triển hài hòa với tuổi Ất Sửu ở phương diện công danh sự nghiệp, tiếp đà từ năm trước đó, con giáp này vẫn đang duy trì phong độ ổn định. Nỗ lực bỏ ra nhìn chung đều có thu hồi tốt, có cả cơ hội và thách thức song hành, chỉ cần bạn làm tốt thì chắc chắn sẽ gặt hái thành quả tương xứng. Đặc biệt, sao dịch mã động tinh chiếu mệnh, đây là dấu hiệu cho thấy trong năm có sự dịch chuyển hoặc thay đổi môi trường làm việc, đó sẽ là cơ hội để rèn giũa bản thân khá tốt. Không nên bỏ lỡ nếu được trao nhiệm vụ, thời gian này đề cao sự xông xáo, tức bản mệnh càng chủ động dám nghĩ dám làm thì càng tiến xa. Con giáp này được thúc đẩy tinh thần nên có thể sẽ đưa ra khá nhiều quyết định táo bạo, ảnh hưởng tích cực đến con đường phát triển sự nghiệp ở phía trước. Cũng có những lúc bạn cảm thấy mọi việc diễn ra quá nhanh, chẳng lúc nào được ngồi yên một chỗ mà thường phải chạy đôn chạy đáo lo việc. Nhưng hãy yên tâm, cái gì cũng có giá của nó, cứ nhiệt tình phấn đấu, ắt có ngày thu về thành quả lớn. Nếu dám thoát khỏi vùng an toàn của mình, dám chấp nhận thử thách, cho dù kết quả nhận được có là gì, bạn sẽ thấy mình không chỉ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý giá, mà còn có thể đứng vào hàng ngũ những người có tầm ảnh hưởng tại cơ quan. Thêm nữa, các mối quan hệ nơi làm việc của bạn cũng khá tốt đẹp trong 3 tháng cuối năm 2023 này. Bên cạnh bạn luôn có những người đồng nghiệp nhiệt tình và tốt bụng, sẵn sàng sẻ chia và hỗ trợ bạn khi được yêu cầu. Khi cần bạn đừng ngại ngần sử dụng sức mạnh tập thể, đó sẽ là cách để bạn đi xa hơn. Xem tử vi năm 2023 thấy rõ, công việc trong năm suôn sẻ, tất nhiên cũng sẽ kéo theo tài lộc tăng tiến. Những người tuổi Ất Sửu chắc chắn sẽ nhận được những chánh ngọt về tài chính trong 3 tháng cuối năm 2023 này. Với việc được hai tài tinh là thiên tài và thực thần chiếu mệnh, bản mệnh có nhiều lộc lá thu về kinh doanh thuận lợi, buôn may bán đắt, các hoạt động cầu tài diễn ra trong năm khá thích hợp, khởi sự tốt đẹp, đúng như mong muốn của Ất Sửu. Đặc biệt, người kinh doanh buôn bán được dự báo sẽ có nhiều vượng khí hơn hẳn, trong khi đó người làm công việc cố định hoàn toàn hài lòng với mức thu nhập hiện tại từ công việc chính của mình. Trong năm này, cơ hội kiếm tiền khá nhiều, đôi lúc còn ập tới cùng lúc khiến cho Ất Sửu choáng ngợp và lúng túng vì không biết nên bắt đầu từ đâu, cơ hội nhiều và sẵn có. Vậy nên vấn đề của bạn là tìm hiểu xem đâu là thứ phù hợp nhất với mình, chớ nên ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc, tham quá hóa thâm, việc hợp với người khác nhưng chưa chắc hợp với bạn nếu làm theo. Chỉ cần bình tĩnh suy nghĩ một chút, bạn hoàn toàn có thể tìm ra hướng đi phù hợp để bắt đầu, có rất nhiều điều kiện thuận lợi để Ất Sửu thu tiền về túi. Song dù có nóng mu muốn gia tăng tài sản đến đâu, bạn vẫn nên tính toán tính hợp lý và an toàn. Làm gì cũng phải toan tính cẩn thận, đánh giá tình hình khách quan và khôn ngoan hơn, kẻo cơ hội đến nhưng bản thân lại chịu thiệt vì sự nóng vội của bản thân. Ngũ hành bản mệnh tương sinh với ngũ hành năm, dự báo về một năm nhân duyên rộng mở, hạnh phúc đong đầy với người tuổi Ất Sửu. Người độc thân được vận khí hậu thuẫn để sớm cải thiện tình trạng hiện tại của mình, có người đồng hành chung bước sẽ khiến cho bạn thêm hăng hái phát triển bản thân, các cặp đôi cũng sẽ có bước tiến mới trong mối quan hệ, gia đạo ấm êm. Sức khỏe không quá khả quan, bạn nên dành thời gian chăm sóc bản thân cũng như là thành viên trong gia đình. Trong năm có hung tinh chiếu mệnh chủ về tang sự, bạn cũng nên chú ý vấn đề này. Dựa trên những phân tích về mối tương quan giữa người tuổi Ất Sửu và lưu niên Quý Mão 2023, hệ thống sao chiếu mệnh trong tử vi, mà đưa ra những dự đoán hung cát của tuổi Ất Sửu trong 3 tháng cuối năm 2023 về các khía cạnh của cuộc sống như sau. Về mặt sự nghiệp, năm Quý Mão 2023 được nhận định là một năm phát triển hài hòa với người tuổi Ất Sửu ở các phương diện công danh sự nghiệp, tiếp đà từ trước đó, con giáp này vẫn đang duy trì được phong độ ổn định, nỗ lực bỏ ra cũng nhìn chung có thu hồi tốt, có cả cơ hội và thách thức song hành. Chỉ cần bạn làm tốt chắc chắn sẽ gặt hái được kết quả tương xứng. Đặc biệt được sao dịch mã động tinh chiếu mệnh, đây là dấu hiệu cho thấy có sự có dịch chuyển thay đổi môi trường làm việc. Đó sẽ là cơ hội để rèn giũa bản thân khá tốt, bạn không nên bỏ lỡ nếu được trao nhiệm vụ. Thời gian này đề cao sự xông xáo, tức bản mệnh càng cần chủ động, dám nghĩ dám làm thì càng dễ tiến xa, con giáp này còn thúc đẩy tinh thần, nên có thể sẽ đưa ra khá nhiều quyết định táo bạo, ảnh hưởng tích cực đến con đường phát triển sự nghiệp phía trước. Cũng có những lúc bạn cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá nhanh,
chẳng lúc nào được ngồi yên một chỗ mà thường phải chạy đôn chạy đáo lo việc. Nhưng hãy yên tâm, cái gì cũng có giá của nó, cứ nhiệt tình phấn đấu, ắt có ngày thu về thành quả lớn. Nếu dám thoát ra khỏi vùng an toàn của mình, dám chấp nhận thử thách và cho dù kết quả nhận được có là gì, bạn sẽ thấy mình không thể tích lũy thêm kiến thức, kinh nghiệm quý giá, mà còn có thể đứng vào hàng ngũ của những người có tầm ảnh hưởng tại cơ quan. Thêm nữa, với các mối quan hệ tại nơi làm việc của bạn cũng khá tốt đẹp trong 3 tháng cuối năm 2023 này, bên cạnh bạn luôn có những người đồng nghiệp nhiệt tình và tốt bụng, sẵn sàng sẻ chia và hỗ trợ bạn khi được yêu cầu, khi cần đừng ngần ngại sử dụng sức mạnh tập thể, đó sẽ là cách tốt nhất để bạn tiến xa hơn. Về mặt tài lộc, xem tử vi năm 2023 thấy rõ, công việc trong năm sẽ suôn sẻ, tất nhiên sẽ kéo theo tài lộc tăng tiến. Người tuổi Ất Sửu chắc chắn sẽ nhận được những trái ngọt về tài chính trong 3 tháng cuối năm 2023 này. Với việc được hai tài tinh là Thiên Tài và Thực Thần chế mệnh, bản mệnh sẽ có nhiều lộc lá thu về. Kinh doanh thuận lợi, buôn may bán đắt, các hoạt động cầu tài diễn ra trong năm khá thích hợp, khởi sự tốt đẹp đúng như mong muốn của Ất Sửu. Đặc biệt, người kinh doanh buôn bán được xem là có nhiều vượng khí hơn hẳn, trong khi đó người làm công việc cố định, hoàn toàn hài lòng với mức thu nhập hiện tại từ công việc chính của mình. Trong năm này, cơ hội kiếm tiền khá nhiều, đôi lúc còn ập tới cùng một lúc, khiến cho Ất Sửu choáng hợp và lúng túng, vì không biết nên bắt đầu từ đâu, cơ hội nhiều và có sẵn. Vậy nên vấn đề của bạn là tìm hiểu xem đâu là thứ phù hợp nhất với mình, chớ nên ôm đầu nhiều việc cùng một lúc tham quá hóa thậm việc hợp với người khác, nhưng chưa chắc đã thành công nếu làm theo. Chỉ cần bạn bình tĩnh suy nghĩ một chút hoàn toàn có thể tìm ra hướng đi phù hợp để bắt đầu, có rất nhiều điều kiện thuận lợi để tuổi Ất Sửu thu tiền về túi. Song dù có nóng muốn gia tăng tài sản đến đâu bạn vẫn nên tính toán đến tính hợp lý và an toàn. Làm gì cũng phải toàn tính cẩn thận đánh giá tình hình khách quan và không khôn ngoan hơn, kẻo cơ hội đến nhưng bản thân lại chịu thiệt vì sự nóng vội của bản thân. Về tình cảm, gia đạo. Ngũ hành bản mệnh tương sinh với ngũ hành năm, dự báo một năm nhân duyên rộng mở, hạnh phúc đong đầy với người tuổi Ất Sửu. Người độc thân được vận khí hậu thuẫn để sớm cải thiện tình trạng hiện tại của mình. Cơ hội không thiếu nhưng thành bại lại phụ thuộc vào việc bạn có chịu mở lòng đón nhận hay không. Tất cả bạn vẫn sẽ có thời gian tìm hiểu và xem xét cẩn thận về đối phương, nhưng đừng quá khắt khe, kẻo bỏ lỡ người thật sự quan tâm tới mình. Đặc biệt, trong năm có dịch mã thôi thúc sự dịch chuyển đi lại, rất có thể con giáp này cũng đón nhận những mối duyên bất ngờ trong các chuyến đi đó. Nếu có cơ hội hãy thử trải nghiệm du lịch của mình hay lên kế hoạch cho một chuyến dã ngoại để thư giãn đầu óc, vì biết đâu nhân duyên mà bạn vẫn luôn tìm kiếm lại xuất hiện ở những dịp như vậy. Việc có người đồng hành chung bước sẽ khiến cho bạn thêm hăng hái phát triển bản thân, nên nếu cứ hãy thử cho đôi bên cơ hội xem sao. Với người đã có đôi, đây sẽ là giai đoạn để hai bạn củng cố mối quan hệ của mình. Một số bạn có thể đi tới quyết định kết hôn khi thấy tình cảm cũng đã chín muồi. Cũng vẫn có những bất đồng còn tồn tại, nhưng quan trọng là cả hai học được cách bao dung và giải chia với nhau để cùng tiến tới một nấc thang mới. Các cặp vợ chồng hiếm khi xảy ra cãi vã, nếu có cũng chỉ xoay quanh vấn đề thường nhật, mức độ không quá nghiêm trọng, nên mọi thứ trôi qua khá nhanh. Tuy nhiên do có sao quả tú chủ những suy nghĩ hỗn loạn, tâm lý phận uất chiếu mệnh, nên nếu giữa vợ chồng không có sự nhường nhịn nhau, thì mâu thuẫn dồn nén lâu ngày đều bị đẩy lên cao trào, ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Về mặt sức khỏe, phương diện sức khỏe của Ất Sửu trong 3 tháng cuối năm 2023 vẫn cần được chú ý nhiều hơn. Sao dịch mã khiến cho bản mệnh thường xuyên phải đi lại, chạy ngược chạy xuôi giải quyết công việc nên ảnh hưởng phần nào tới thể trạng. Nếu xảy ra áp lực tinh thần thì mọi chuyện sẽ ngày càng thêm rối ren. Điều quan trọng nhất là bạn cần dành thời gian nghỉ ngơi và cân bằng lại trạng thái tinh thần. Trong năm hãy dành ra các khoảng nghỉ thích hợp giúp cơ thể sạc lại pin. Bên cạnh bản thân, con giáp này cũng nên quan tâm tới sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Trong năm có hung tinh điếu khách chiếu mệnh, chủ về tang sự, bạn cũng nên chú ý đến vấn đề này. Và sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tháng và cẩm năng vượng vận dành riêng cho tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, trong tháng 10, 11, 12 âm lịch năm 2023. Tử vi tháng 10 âm lịch. Tử vi tháng 10 Ất Sửu âm lịch cho biết, công danh sự nghiệp của con giáp này đã khởi sắc rất nhiều so với tháng trước. Những vất vả của bản mệnh cũng đang dần có tín hiệu đáng mừng, chính ấn chỉ lối, nên con giáp Ất Sửu dễ dàng đi đúng hướng mà không tốn quá nhiều thời gian và tiền bạc. Khi tiến hành những nhóm nhiệm vụ mới, bạn rất hứng thú bắt tay vào công việc, thay vì đắm mình trong những chuỗi cảm xúc bất tận,
khiến cho bản thân dễ lạc hướng như trước đây, thì nay bạn đã tỉnh táo hơn. Đây cũng là thời điểm bạn được truyền cảm hứng bởi những nhân vật sáng tạo và có tầm nhìn sâu sắc. Họ sẽ thúc đẩy, đem đến cho Ất Sửu một tầm nhìn rõ rệt về một bức tranh toàn cảnh trong tháng này. Không những thế, những vấn đề khó nhất trong công việc của bạn cũng sẽ được bạn bè và đồng nghiệp chung tay tháo gỡ. Bạn gần như chưa bao giờ thấy nhẹ lòng và mừng rỡ như thế. Sau dự án này, bạn đừng quên cảm ơn mọi người và dành những lời có cánh cho họ nhé. Theo tử vi tháng 12 của 12 con giáp âm lịch, tài chính của người tuổi Ất Sửu trong tháng mới mở ra nhiều cơ hội hay ho mà bản mệnh cần thời gian nghiên cứu để tìm hiểu. Đó là cách để bạn có thể quyết định sáng suốt nhất với tiền bạc của mình, vì thế không nên vội vàng làm gì. Lục bạch bay về phương Đông Bắc, bản mệnh có cơ hội phát tài nhỏ, nhất là với ai làm trong lĩnh vực bất động sản, ngân hàng hoặc kim loại. Nhiều người đã tiết kiệm đủ tiền mua nhà, đất trong thời gian này và bạn đang trong thời gian tìm hiểu và xuống tiền. Hãy tập hợp thật nhiều thông tin để bạn có thể hiểu rõ hơn về tình hình khu vực mình cần mua nhé. Những ai đang có ý định ấp ủ khởi động việc kinh doanh một lĩnh vực mà bạn hiểu rõ và đam mê thì nên tiến hành ngay nhé. Nếu bạn theo đuổi những cái đích của mình với toàn bộ nỗ lực và quyết tâm, bạn sẽ biến những ước mơ tưởng chừng xa vời nhất trở thành hiện thực. Bản mệnh hoàn toàn có khả năng phát huy lĩnh vực của mình, nhưng đừng chỉ vì dừng lại việc tập trung cho bản thân, nếu có thể, hãy hỗ trợ cho việc kinh doanh, làm ăn của những người khác nữa nhé. Vận trình tình duyên của con giáp Ất Sửu có nhiều điểm sáng trong tháng âm lịch này, là người vui vẻ, tự do thoải mái, bạn trở thành một người cực kỳ cuốn hút trong mắt của người khác giới. Nhiều người độc thân vượt ra khỏi vùng an toàn thoải mái của mình để sẵn sàng mở rộng mối quan hệ, tham gia hẹn hò vào các buổi cuối tuần. Khi bạn lạc quan vui vẻ thì càng có nhiều nhân tố tốt đẹp hơn xuất hiện trong cuộc sống của mình. Ngũ hành tương sinh cũng là hậu thuẫn rất tốt cho mối quan hệ xung quanh bản mệnh trong tháng mới. Bạn hãy thật dụng tốt những điều kiện thuận lợi đang có nhé. Bạn bè có những tác động hết sức tích cực tới cuộc sống của con giáp tuổi Ất Sửu trong thời gian này. Họ chính là bàn đạp để những ý tưởng của bạn, chưa kể họ có cả những sáng kiến lớn của riêng mình để thúc đẩy bạn tiến xa hơn nữa trong tương lai. Thời gian này khuyên rằng, những người tuổi Ất Sửu không thể nào chủ quan về vấn đề sức khỏe của mình như trước. Nếu cảm thấy mệt và thường xuyên cáu kỉnh, cảm xúc bất thường thì cũng có thể đi khám bác sĩ tâm lý xem sao nhé. Ngoài ra, bản mệnh Ất Sửu có dấu hiệu thể lực bị giảm sút mạnh, suy nghĩ lo lắng nhiều khiến cho bạn thường căng thẳng, mệt mỏi, mất ăn mất ngủ. Dù các triệu chứng khó chịu đến từ áp lực tinh thần, nhưng bạn cũng chớ nên chủ quan, kẻo kéo dài, rất nguy hiểm. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, thân, mùi, tiểu nhân, tỵ, ngọ, màu sắc may mắn, vàng, hồng, con số may mắn, 78, 54, 22. Tử vi tháng 11 âm lịch. Tử vi tháng 11 của 12 con giáp âm lịch, tuổi Ất Sửu rất chăm chỉ, quyết tâm dồn nén thời gian của mình cho công việc, nhưng cũng mãi không thấy xong. Vì dường như mỗi lúc một nhiều thêm, có cảm giác bạn bị khối lượng công việc khổng lồ đè bẹp, thế nhưng đó là dấu hiệu của việc làm ăn kinh doanh của bạn đang đi đúng hướng. Nếu là người làm công ăn lương, thì lúc này bạn cũng công nhận về năng lực, cơ hội thăng quan tiến chức xuất hiện rất rõ ràng. Tuy nhiên, nếu mà làm việc quá mức quá tải thì cũng nên xem xét lại, ai cũng chỉ có 24 giờ một ngày, khi cảm thấy quá sức thì nên nhờ sự hỗ trợ. Nếu cần hãy nói điều bạn mong muốn ra để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trong cả sự nghiệp lẫn đời sống riêng tư. Tam hội nâng đỡ, để con giáp tuổi Ất Sửu hợp tác làm ăn có lợi trong tháng này, tuy nhiên với lĩnh vực mà bạn không hiểu rõ, thì cứ từ tốn chỉ nên đầu tư một khoản nhỏ và tăng dần theo thời gian, các quyết định vội vàng không hề tốt trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhất bạch bay về cung chính đông, báo hiệu người mệnh này có thể sẽ phải đi xa để giải quyết công việc, đi công tác mới mong gia tăng tài lộc về mình. Tuy vất vả, nhưng khi đi thực tế và đánh giá tình hình chính xác, thì việc ra quyết định đầu tư mới không bị che mờ bởi cảm tính. Tháng này có thể thấy, cơ hội phát tài phát lộc đang tới, con giáp Ất Sửu nhớ chuẩn bị tinh thần để đón nhận, bạn cần sốc lại tinh thần làm việc vào cuối tháng. Nếu không muốn lỡ mất một cơ hội vàng, nếu có ý tưởng nào đó còn đang ấp ủ, đã đến lúc bạn cần phải triển khai, tuy nhiên có dấu hiệu cho thấy, các khoản chi của bản mệnh trong tháng này hơi quá nhiều, bao gồm cả chi tiền cho đám cưới, hỏi, đám hiếu, ma chay, những khoản ngoài dự kiến này cũng đã ngốn của bạn một số tiền kha khá. Thời gian này bản mệnh cũng bắt đầu có ý thức cao hơn về việc đầu tư và tiết kiệm bên cạnh những tích lũy hàng tháng. Bản mệnh còn có thể tìm hiểu thông tin về đầu tư, bạn muốn hiểu rõ về việc bỏ tiền vào đâu để sinh lợi tốt và an toàn. Hứa hẹn là vận trình tình cảm của con giáp tuổi Ất Sửu độc thân sẽ có một tháng mới tươi sáng hơn, với điều kiện là bạn dám bước ra khỏi vùng an toàn.
Những người có chung quan điểm sống cũng chưa chắc là một người phù hợp với bạn, do đó cứ vui vẻ mở lòng và tìm hiểu người khác giới bạn nhé. Nhớ có tam hội ghé thăm mà con giáp tuổi Ất Sửu tháng này sẽ được trao cho thời gian và cơ hội để suy ngẫm kỹ hơn về những lựa chọn của mình. Các xung đột cũ cũng dần được hóa giải, biến các đối thủ cũ thành bạn đồng hành với bạn. Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc cũng nhắc nhở rằng khi có xung đột thì nên tìm cách hóa giải sớm nhé. Bạn nên lưu ý rằng sự im lặng kéo dài có thể dẫn đến hiểu lầm, tiếng vọng quá khứ cũng có thể xảy ra trong chuyện tình cảm. Bạn cần cẩn trọng để đưa ra phản ứng hợp tình hợp lý. Tử vi tuổi Ất Sửu âm lịch xuất hiện thiên cầu hung tinh gây hại cho sức khỏe. Nhiều người vì không thể tập trung nên thường xuyên dùng tới cà phê và trà sữa, nhưng việc này đang âm thầm phá hoại sức khỏe của bạn đấy nhé. Thời tiết mùa này đã chuyển lạnh khá bất thường, bạn nên mặc nhiều lớp để tùy tình huống mà thích nghi, đừng để lạnh hay nóng quá. Vì điều đó là nguyên nhân khiến cho bạn bị cảm, nên ăn uống lành mạnh để gia tăng sức đề kháng cho cơ thể, phòng tránh bệnh theo mùa. Nếu thường xuyên đi xa vì lý do công việc, thì bạn cần phải đề cao phương án an toàn nhất, tránh xảy ra sự cố. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, hợi, ý, tiểu nhân, mùi, tỵ, màu sắc may mắn, trắng, đỏ, con số may mắn, 22, 08, 69. Tử vi tháng 12 âm lịch 2023. Theo dõi tử vi hàng tháng của tháng 12 âm lịch, tuổi Ất Sửu vận khí hanh thông, mưu sự dễ thành, công việc đạt hiệu suất cao, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến không ngừng. Có thể nói, đây là thời điểm bản mệnh hưởng thụ thành quả xứng đáng với nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi trong suốt thời gian qua. Lại thêm nguyệt lệnh lâm quan đới giúp sức, Ất Sửu dễ dàng có được sự tín nhiệm của cấp trên, cấp dưới đồng lòng ủng hộ, đường quan lộ ngày càng rộng mở. Công việc diễn ra thuận lợi, hợp tác làm ăn vui vẻ, thu nhiều thành quả đáng nể, kinh doanh buôn bán một vốn bốn lời, ký kết được nhiều hợp đồng lớn. Có điều, hãy luôn nhắc nhở bản thân, đừng ngủ quên trên đỉnh vinh quang, chớ vội đắc ý sớm mà hút vận tiểu nhân, bị vây hãm bởi thị phi. Rắc rối, dù là nhân viên bình thường hay tầng lớp lãnh đạo, làm gì cũng cần suy tính kỹ càng, hạn chế sai lầm, cản trở bước đường thăng tiến. Theo lịch vạn niên, cùng với công việc thuận lợi, tài vận của Ất Sửu ngày càng khởi sắc, tháng có tài tinh chiếu mệnh. Chính tài không chỉ ổn định mà còn có xu hướng tăng, điều này đồng nghĩa với việc cơ hội tăng lương đã cận kề, hãy chủ động nắm bắt. Thứ tài mặc dù chưa thực sự ổn định nhưng cũng có chiều hướng gia tăng, đó là tín hiệu đáng mừng cho những dự án kinh doanh, đầu tư của Ất Sửu. Có điều, không nên đầu tư ở hạng mục mang tính rủi ro cao và quy mô vượt quá sức của mình, kẻo là quá sinh bi, tiền đến tay rồi lại mất ngay tức khắc. Tình hình kinh doanh buôn bán trong tháng khả quan, bản mệnh mua may bán đắt quy mô lớn hay nhỏ đều đạt mức doanh thu mong muốn. Tháng cận cuối của năm, sức tiêu thụ ngày càng lớn, đây là dịp để bạn mở rộng quy mô, thúc đẩy sản xuất để có thể hái ra tiền. Theo phi tinh tháng, cặp cát tinh bạch bát bạch và tứ lục đồng cung ở hướng nam, phương vị này nên thường xuyên được dọn dẹp sạch sẽ để tạo một nguồn năng lượng tích cực, thúc đẩy tài khí vượng, đồng thời có thể đạt biểu tượng cóc ngậm tiền tại đây để thu hút tài khí. Theo đó, công việc làm ăn kinh doanh buôn bán của gia chủ càng thêm may mắn và thông thuận. Tử vi năm 2023 được nhị hợp quý nhân đưa đường chỉ lối, nhân duyên Ất Sửu ngày càng tốt đẹp. Người độc thân có nhiều cơ hội tìm kiếm đối tượng ưng ý, chỉ cần bạn muốn sẽ có vô số vệ tinh vây xung quanh, hãy trân quý những người bạn. Nếu mà có dịp đi gặp mặt, trò chuyện với nhau, trong số đó sẽ có người phù hợp với bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Với các cặp đôi đang có dự định kết hôn, tháng này hoàn toàn phù hợp, lưu ý nên chọn ngày tốt, giờ hoàng đạo để tiến hành cưới hỏi thêm phần cát lợi, gia đạo bình an, vợ chồng đồng tâm hiệp lực. Tính chuyện lớn như mua nhà cửa, đất đai, sinh con cái, vì thế một vài mâu thuẫn xung đột trước đó sớm được hóa giải, mang tới không khí gia đình ấm áp và vui tươi. Xem tử vi Ất Sửu sinh thổ, vững vàng trong mùa đông lạnh giá, vì thế mà sức khỏe không hề hấn gì, thậm chí còn được cải thiện hơn so với tháng trước. Biểu hiện rõ ràng nhất là người ốm nhanh khỏi bệnh, người bình thường thì cơ thể càng thêm tráng kiện, bị ốm vặt hay mắc các bệnh nghiêm trọng. Để củng cố và tăng cường sức khỏe, Ất Sửu nên lưu ý một vài nguyên tắc dưỡng sinh theo mùa đông. Về chế độ dinh dưỡng trong mùa đông, nên có thể là tiên nạp vào trong cơ thể những thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng phong phú, cũng như cung cấp nhiệt lượng đầy đủ. Bởi theo đông y vào mùa lạnh, nên tàng tinh, dưỡng ẩm, điền dương, có nhiều đây là thời điểm phù hợp cho việc bồi bổ, giúp kiện cường thân thể. Nên bổ sung nhiều thực phẩm có tính ôn nhiệt, trợ giúp dương khí của cơ thể như thịt dê, thịt cừu, thịt gà, chim câu, cá thu, hạnh nhân, hẹ, gừng. Ngoài việc điều chỉnh lại chế độ ăn uống giàu dinh dưỡng, tuổi Ất Sửu cũng nên cân bằng tâm lý, tránh để công việc,
hay trì trệ tình cảm, làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, Dậu, Tý, tiểu nhân, Mùi, Thìn, màu sắc may mắn, tím, xanh, con số may mắn, 90, 65, 32. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, có câu nói rằng, biết tôn trọng người khác là tôn trọng chính mình. Khi bản thân biết cách tôn trọng người khác, thì cuối cùng cũng sẽ nhận được người khác tôn trọng lại. Bất kể như thế nào, một người giữ bí mật tất sẽ được người khác trọng dụng, cũng có thể giành được sự tín nhiệm của mọi người. Không muốn giữ bí mật của mình, thì nên tôn trọng bí mật của người khác. Trong cuộc sống, chúng ta không muốn giữ bí mật của mình, thì cũng nên tôn trọng bí mật của người khác. Có một số người trong lúc được người khác khoản đãi, thường dễ dàng đem hết thảy bí mật mà mình biết nói ra khỏi miệng. Lại có một số người tâm tính không ổn định, khi được người khác thịnh tình thiết đãi, bao nhiêu thì tâm sự hết, không giữ trong lòng, đều muốn nói ra cho bằng hết. Đặc biệt là sau khi cơm no rượu say, người ta lại thường thốt ra câu nói, chúng ta làm bằng hữu, cũng đã giao phó nhiều năm, hôm nay không phải là giấu giếm điều gì, hết thảy đều nói cho bạn nghe, nhưng bạn nhất định không được nói với người khác. Tục ngữ có câu, bí mật một khi đã nói ra khỏi miệng, sau khi đi qua cánh cửa, thì nhất định tất cả thế giới đều biết, vậy nên bí mật một khi đã nói ra, sẽ có sức lan tỏa vô cùng mạnh mẽ và hậu quả khôn lường. Người không thể giữ được bí mật như thế thì chỉ khiến cho người tin tưởng vào mình càng thêm thất vọng. Vì vậy, chúng ta đối với bí mật của người khác nhất định phải biết giữ mồm giữ miệng. Có một người đến tham gia phỏng vấn xin việc tại một xí nghiệp, rất nhiều người cũng đến ứng tuyển. Sau khi trải qua phần vấn đáp thì phần thi viết, đề bài đối với anh ta hoàn toàn không khó. Nhưng có một câu hỏi cuối cùng khiến anh ta rất đắn đo. Câu hỏi được đặt ra là, hãy viết ra những bí mật của công ty trước đây của bạn, càng nhiều càng tốt. Anh ta đã nhìn xung quanh, phát hiện những người khác đều đang thi nhau viết. Anh ta nghĩ một hồi, rồi cầm đề bài thi đến trước mặt giám khảo nói, thật sự xin lỗi, câu hỏi này của anh tôi không thể trả lời được. Cho dù là công ty trước đây, nhưng tôi vẫn phải có nghĩa vụ giữ kín bí mật. Nói xong, anh ta rời trường thi. Ngày hôm sau anh ta nhận được thư báo, thông báo tuyển dụng của xí nghiệp. Trong thư có viết, chúng tôi hài lòng với phẩm đức nghề nghiệp của bạn. Một người biết cách giữ bí mật của người khác chính là người mà chúng tôi đang cần. Có thể thấy rằng, biết cách tôn trọng người khác, cuối cùng cũng sẽ được người khác tôn trọng. Dù trong hoàn cảnh nào, nếu có thể giữ được bí mật của người khác, tất sẽ được người khác trọng dụng, cũng sẽ được người khác tín nhiệm. Mặt khác cũng có một số việc, dù không phải là bí mật, nhưng đó là chuyện riêng tư của hai người, thì cũng vẫn nên giữ bí mật. Dưới đây là những bí mật cần phải cất trong lòng, không nên nói ra, đó là phần âm đức, giữ bí mật những việc công đức mình đã làm. Mặc dù chính mình đã làm được rất nhiều việc công đức, nhưng cũng không thể ở trước mặt người khác mà khua môi múa mép, khoe khoang mình đã làm được nhiều việc tốt như thế nào. Nếu tự mình nói ra những việc công đức mình đã làm, thì phần nhiều chính là thể hiện ra một loại tâm thái tự cao tự đại. Như vậy, người khác không những không tin tưởng bạn, mà ngược lại còn xuất hiện nhiều cách nghĩ không tốt khác. 2. Giữ bí mật khuyết điểm của người khác. Khi người khác nói khuyết điểm của mình, chúng ta thường cảm thấy dầu dĩ và không thấy vui. Hai ba người đều không muốn ăn cơm, nhưng nếu mà đổi lại là bạn, liệu bạn có còn thích nói đến khuyết điểm của người khác? Ai trong chúng ta cũng không thể hoàn hảo 10 phần, vậy nên giữ khuyết điểm cho người khác cũng là giữ cho mình một thể diện. Khi bản thân gặp vấn đề, khác người khác cũng có quyền chê trách bạn. 3. Giữ bí mật về kế hoạch tương lai. Hết thảy mọi thứ thế gian đều vô thường, cho nên làm việc gì, nếu không có nắm chắc, tốt nhất không nên nói ra. Mọi người đều không thích bí mật của mình bị tiết lộ ra ngoài, vậy nên chúng ta cũng không thể tiết lộ bí mật của người khác, đặc biệt là trong xã hội phức tạp này. Mỗi một câu nói ra đều phải cẩn trọng, đều phải trải qua quá trình suy tính lâu dài, mới không có chuyện trong lúc vô tình mà tiết lộ bí mật của người khác, đắc tội với người khác. Cho nên, có thể giữ mồm giữ miệng chính là cách hành xử tôn trọng nhất đối với người khác. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 10, 11, 12 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết.
Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.